to chưa bà con ơi. Này là siêu to khổng lồ rồi đấy. Và hôm nay là khi mà ngày hôm nay là Senior Night. Sau trận đấu này thì có thể nói là sau cái năm học này thì các bạn ấy sẽ tốt nghiệp. Các bạn ấy sẽ học năm cuối cùng tại Gonzaga. Chúng ta cũng sắp sửa là không được theo dõi thường xuyên những trận đấu của Truong Twins và Gonzaga nữa rồi. Vì sau này thì sau khi Truong Twins nếu như mà có không thi đấu nữa, các bạn vẫn muốn xem Gonzaga thì bọn mình cũng sẽ cố gắng để có thể đưa những trận đấu Gonzaga đến cho mọi người. Và đội ra quân của Gonzaga Bulldogs, chị em nhà Truong Twins, Brynna Maxwell. Brynna Maxwell, đội khách họ có những cái tên là số 5 Emel Shearer, số 24 Maisie Burnham, số 1 Michael Mick. Ôi còn chưa kịp đọc, chào mọi người nha. Mọi người âm thanh hình ảnh ổn rồi thì báo lại cho mình nha. So Helen, you've got a Gonzaga club as Kayleigh Truong toes the line where you can close all you want but how do you close on five phạt players? Dành cho Thảo My, một quả phạt tính rồi. Player and they spread you out and then you get things like the drive you see there by Truong, so really have to have good communication. Definitely don't want to give an offense. Đưa bóng ra phía bên ngoài. Vina Maxwell, Eliza Destiny Burton. Không được. Vẫn đang là Burton. Kích ra ngoài và đây là Thảo My, 3 điểm tính dành cho Thảo My. Tuyệt vời. Chưa gì thì Thảo My đã có cho mình 4 điểm rồi. Possession arrow favoring Gonzaga. There's Mike Meek in his 5th year. Một quả 3 điểm của Brynna Maxwell và một quả 3 điểm của Thảo My. Titles in 4 years, 3 20-win seasons, doing a terrific job on the bluff. But another uphill climb for his Pilots against Gonzaga, 7-0. Maxwell with the lead. Thảo My. You can't draw up a better start. Vâng, đã có link Full HD cũng như là HD rồi. Mọi người có thể tùy chỉnh nhá. Thả ma luôn đến từ Portland Pilots sau khi bị dẫn 9-0 khi mà vừa mới chỉ trôi qua 2 phút thi đấu đầu tiên thôi. Virginia, Boston College. Red hot start for the 16th ranked Bulldogs. Helen, just the way you draw it up, huh coach? Mivi còn đầu NCAA nữa. Ừ đúng là như vậy, nhưng ý của mình là chúng là sau cái mùa này á. Portland had to call a timeout so they could talk about it. Their leading shooters open on just about every pass. Helen, moments ago you mentioned chip on the shoulder for Gonzaga because last year in March in Vegas when it came to the WCC tournament championship Portland. Hôm nay thì cũng đã thấy Instagram của Gonzaga đăng tải những cái bức hình Senior Night. Có Mi, có Vi, có Eliza, có Brynna Maxwell, có Destiny Burton. Cầm hoa chụp ảnh. Consecutive defensive stops for the Pilots as they win it 64-60. An epic victory for the Portland Pilots, but they say goodbye to Alex Baller. Haley Andrews blowing out her ACL against Gonzaga last January. Lần gặp nhau gần đây nhất thì Gonzaga cũng đã mở màn bằng một chuỗi ghi 26. Brynna Maxwell trận đó ghi 21 điểm, ném 7/11. They're still getting used to pace and trying to develop some chemistry and you know getting used to the college game. Trận đấu đã tiếp tục rồi. Wow. Một tình huống xử lý rất khéo léo. Euro step là một động tác rất khó. Vừa rồi là một pha mà Maxwell vừa cắt bóng tốt, phòng ngự hay, tấn công cũng hay luôn. Ngăn chặn 2 điểm của đối phương và lấy với 2 điểm cho đội mình. Tiếp tục là một tình huống đánh chặn tốt. Tôi đã nhìn thấy bóng dáng của Yvonne Ejim ở trong sân. Thảo My, Maxwell đưa vào cho Ejim. Ejim ném rất khó nhưng vẫn là 2 điểm cho Ejim. Xoay người fadeaway ném rổ, toàn là những động tác rất khó. Trung bình mùa này Ejim ghi 20 điểm một trận với 63% tỷ lệ ném thành công. Vẫn đang phòng ngự tốt đến từ Gonzaga. Đội bạn chỉ còn 10 giây tấn công. Họ sẽ làm gì đây? Tung ra một cú ném 3 điểm không thành công. Bóng được đưa lên phía trên. Thảo My, Thảo Vy sẽ có yểm trợ phía bên phải. Thảo Vy đưa bóng vào cho Ejim. Không được rồi. Chút nữa thì đã có điểm cho Ejim. Cắt bóng tốt đến từ Ejim. Một mình tiến lên và lên rổ, không được rồi. Có lẽ vẫn sẽ cần một chút sự hỗ trợ đến từ các đồng đội ở phía đằng sau. Vâng, cô Lisa Fortier, mùa giải thứ 10, là huấn luyện viên trưởng của Gonzaga. Và đây là mùa giải thứ 8 liên tiếp. Cô Lisa Fortier dẫn dắt Gonzaga đến một mùa giải có hơn 20 trận chiến thắng. Kích bồn rồi, tự đội bạn đá bóng ra ngoài. Portland Pilots có vẻ như vẫn đang hơi chóng mặt, chưa quen với độ cao. Tên của đội bóng này là Pilots. Pilots hình như tiếng Anh nó có thể được dịch ra là những phi công. Bây giờ phi công vẫn chưa quen với độ cao, vẫn đang hơi say. 13-0 mất rồi. Tiền tạo đến từ Thảo Vy. Quay Thảo Vy ngay lập tức. Chắc chắn là như thế rồi. Đấy rồi, điểm số đầu tiên dành cho Pilot. Một pha mất bóng hơi đáng tiếc một chút. Tình huống mà Hugh Benz truyền và không hiểu ý đến từ Lito. Ananiev, one of the conference's best freshmen, checking in for Portland. She wears number 2. Tiếp tục lại là một pha tự mình đá bóng ra ngoài biên. Pilots họ gặp 2 tình huống như thế rồi. Đó là những pha phòng ngự rất chắc chắn đến từ Gonzaga. Bây giờ thì họ sẽ chuyển qua phòng ngự 1-1 cả sân đối với các cầu thủ Gonzaga. Kèm Thảo Vy ngay từ đầu sân. Ejim chưa được, nhưng có rebound đến từ hai bên. Một cú floater vẫn chưa được, chưa có điểm cho Thảo Vy. Đã dành cho Pilot. Bắt đầu hạ độ cao rồi. 2 điểm tính. Trận đấu bắt đầu được đẩy cao tốc độ lên rồi. Hai đội đánh bóng sống liên tục. Một phá kích ra ngoài ném 3 chăng? Đúng là như vậy. Chưa ném 3 được. Mất bóng rồi. Ejim cắt bóng rất hay. Đấy rồi. Thảo Vy. Không được. Một chút nữa là được. Hơi đáng tiếc. Về phòng ngự thật là chắc chắn nào. tổng của các cầu thủ Pilots và cô Lisa Fortier đã xin hội ý rồi. Pilots ngày hôm nay có vẻ như là một đối thủ cũng khó nhằn đấy. Họ cũng thắng 17 trận chứ không đùa đâu. Đây là một trận đấu căng. Lần gặp gỡ gần đây nhất thì trong hiệp 1, các cầu thủ Gonzaga dẫn 26. Bây giờ thì nó đang là 17-9. Elizabeth Kitley, number 5 Virginia Tech, taking on freshman phenom Hannah Hidalgo and number 17 Notre Dame. That happens at 7 Eastern on ESPN, of course. Then on ESPN2, Angel Reese, number 9 LSU, squaring off against Georgia. Set your clock, folks. Those are going to be two really good games. Here's some numbers to chew on, partner. Gonzaga đang có field goal 50%, 7/14. Portland họ đã turnover 9 lần rồi cơ à? Nhiều quá nhỉ? Thảo Vy, Thảo My, tiếp tục là Thảo My. Yêu cầu Eliza yểm trợ. Thảo Vy vẫn đang là Thảo Vy. Ném 3 chưa được, nhưng có rebound đến từ Eliza. Thảo My, tiếp tục là Thảo Vy, chuyền lại Thảo My, phối hợp rất hay, chưa được, bóng lập bập và sẽ là bóng cho Pilots. Trận đấu bắt đầu có ít điểm hơn một chút. Portland họ cũng đã bắt nhịp tốt. Gonzaga thì cũng đang ném trượt một vài pha gần đây. Bây giờ thì sẽ cần tập trung phòng ngự. Portland này họ cũng đã thắng đến 17 trận rồi. Trước đó thì những cái đối thủ của Gonzaga tôi thấy là toàn là những cái đối thủ cũng khá là dễ sơi. Khi mà Gonzaga ở trong hai hiệp đầu thì thường họ cũng đã blow out đối phương 20 điểm ngay từ những cái thi đấu đầu tiên. Nhưng mà trong trận này mặc dù ban đầu cũng dẫn 13-0, bây giờ thì cũng có một cú răn lại 9-4 đến từ Portland Pilots. Bây giờ sẽ chờ xem là chiến thuật sau tình huống hội ý vừa rồi của cô Lisa Fortier nó sẽ là gì. Có vẻ như là Gonzaga đang hơi ngại ném 3. Tôi thấy là có khá nhiều khoảng trống ở vạch 3 điểm. Tung ra của ném 3 nhiều hơn chăng? Brynna Maxwell đâu rồi? Hình như đang không có Brynna Maxwell trong sân. Đúng là như vậy. Đang có Esther Lito, có Eliza Hollingsworth, có Hibens và Truong Twins. Chuyển rất hay đến từ Pilot nhưng mà họ chưa dứt điểm rồi. Bóng về với Thảo Vy. Tính dành cho Thảo Vy. Đừng ngại ném 3 điểm bởi vì Pilot họ đang phòng ngự bên trong khá đồng. Phía bên ngoài vạch 3 điểm sẽ có rất nhiều khoảng trống. 45% tỷ lệ ném 3 của Thảo Vy tại mùa giải năm nay, xếp thứ 8 tại Division 1. Cũng là một tỷ lệ ném 3 điểm rất ghê gớm đấy. Thủ tốt. Họ ném khó rồi. Thảo My. Đưa bóng vào nhanh. Phối hợp rất hay. 2 điểm tính cho Eliza Hollingsworth. Rất đồng đội đến từ Highlands. Một cú run 5 điểm liên tiếp đến từ các cầu thủ Gonzaga. Ném 3 xịt rồi. Bóng lên dành cho Gonzaga. Esther Lito, Eliza Hollingsworth, Thảo My, không được. Tình huống catch and shoot không chính xác, nhưng Thảo Vy ở phía đầu sân bên này đã phòng ngự tốt. Đó là một pha phòng ngự hợp lệ, gạt bóng ra khỏi tay của đối phương. Ở một tình huống go and stop rất khó chịu đến từ Thảo Vy. Đi bóng ở tốc độ cao, đột ngột dừng lại. Đối phương lỡ đà, khoảng trống được tạo ra và đó là cú ném 3 điểm. Đoạt bóng tốt đến từ Ejim, tuy nhiên thì vẫn chưa. 12-22. Thời gian thi đấu của hiệp 1 còn Maxwell 3 điểm tính và and one. Cơ hội để cho Brynna Maxwell ghi 4 điểm. Wow, vừa mới hỏi là Brynna Maxwell đâu rồi, hãy tung cô gái này vào sân để ném 3 điểm đi, vì khoảng trống ở vạch 3 điểm là rất nhiều. Thì ngay lập tức Brynna Maxwell trả lời tôi, thậm chí còn tặng thêm cho một quả ném phạt. Nào, 4 điểm và ghi 4 điểm tuyệt vời đến từ Brynna Maxwell. Và ngày hôm nay là Senior Night, những cái tên như Brynna Maxwell, Truong Twins, Eliza Hollingsworth hay Destiny Burton là những bạn cũng đã học năm cuối ở Gonzaga rồi. Đây sẽ là một trận đấu rất nhiều kỷ niệm. Tấn công đến từ Pilot, phòng ngự tốt, tuy nhiên trọng tài đã xác định có lỗi. Hai quả ném phạt dành cho Pilot. Tình huống phòng ngự có vẻ cũng hợp lệ đấy chứ. Sau tình huống ném phạt này thì thời gian thi đấu còn 1 giây, có lẽ sẽ không đủ cho bất kỳ một đợt lấy bóng nào nữa. Chúng ta sẽ tạm thời khép lại hiệp thi đấu đầu tiên. Tỷ số sẽ là bao nhiêu đây? Nó sẽ là 26 và 14 rồi. Nếu mà các bạn muốn xem box score thì các bạn vâng, trận đấu tiếp tục rồi. Trận đấu thứ hai đã bắt đầu. Pilot là những người có bóng trước, xoay người ném rổ, nhưng đó là một pha chắn bóng hợp lệ đến từ Lito. Maxwell góc quay này khá đẹp này. Thảo My đứng ngoài đợi bóng nhưng không được truyền ra, và đó là một tình huống tấn công của Ejim. Vẫn đang là các cầu thủ Gonzaga. Eliza Hollingsworth không được rồi. Phòng thủ tốt, đưa bóng lên đến từ Thảo My. Thảo My quyết định đột phá chăng? Không, bên trong hơi đông. Ô, tuột bóng khỏi tay mất rồi, hơi đáng tiếc. Hát nhạc vui à? Ừ, được ạ. Anh chị em cứ bình tĩnh để tí nghĩ xem có bài gì vui vui. Ném 3 không thành công rồi. Thực ra đó là một cú ném dẫm vạch có vào cho Yvonne Ejim. Ejim ngày hôm nay được cô Lisa Fortier xếp ở đội hình dự bị để cho Destiny Burton có thể xuất phát tri ân các chị các tiền bối senior. Phối hợp hay đến từ Pilot và họ được ném phạt. Một điểm tính cho Pilot. Portland Pilot rồi. Rất bất ngờ, tôi phải rất ngạc nhiên vì họ quyết định trap ngay lập tức hậu vệ dẫn bóng của Gonzaga ở sân nhà. Vậy thì ở phần sân của họ ai sẽ là người theo kèm các cầu thủ còn lại của Gonzaga đây? Và đó là câu trả lời, không ai hết. 3 điểm dành cho Brynna Maxwell. Cú ném 3 không trả lời được rồi, nhưng có offensive rebound. Bóng đầu và sẽ có một tình huống tranh bóng. Bóng lên dành cho Gonzaga. Có bạn chia sẻ là Ejim thì cũng là senior nhưng năm sau ở lại. Ok luôn, một thông tin bổ ích. Uga không có lỗi. Thảo My, Ejim, Ejim quyết định chuyền ra ngoài. Thời gian còn nhiều, Tư Tốn điểm trợ bên trái chăng? Không, nhận bóng rồi. Đưa bóng sang cánh cho Thảo Vy. Thảo Vy quyết định ném trung bình. Chưa được. Có va chạm. Các cầu thủ Portland Pilots sẽ tấn công cho Pilots. Thảo My nhận bóng rồi. Thảo Vy chạy bước mất rồi. Nhắc trụ hơi sớm một chút. Emel Shearer cũng đã có 6 điểm. Portland bắt đầu tận dụng chiều cao của các cầu thủ và họ di chuyển vào trong khu vực P nhiều hơn, ghi điểm trong P nhiều hơn, chuyển bóng vào những mismatch, những cái cặp đối đầu không cân. Cú ném 3 đến từ Pilot cũng không vào. Tuyệt vời đến từ Thảo Vy và pha dứt điểm không có chỗ nào để chê hết. Đến từ Hymans, N1 cơ hội để ghi 3 điểm. No look pass đến từ Thảo Vy, nhìn một hướng chuyền một hướng, lườm rau nhưng mà lại xin miếng thịt nha. Cú ghi 3 điểm hơi tiếc một chút, không sao, vẫn là 2 điểm tính. Pilot tiếp tục ném 3. Họ đang ném 3 nhiều hơn. Tuy nhiên thì tay ném của họ có vẻ như chưa tốt bằng những tay ném của Gonzaga. Đây rồi, Vina Maxwell đã vào sân. Claire O'Connor cũng đã được tung vào sân. Maxwell, Thảo Vy tiếp tục là một đường chuyền đập đất không thành công. Bên này cũng chưa đập đất nhưng mà là ra thẳng biên luôn. Thảo Vy thì theo kèm rất rát từ phần sân nhà. Phạm lỗi đối với Eliza rồi. Portland Pilots bắt đầu chơi va chạm nhiều hơn, kèm rát hơn, sát hơn ngay từ đầu sân của Gonzaga. Có lẽ chiến thuật đang được đề ra để khiến cho các cầu thủ Gonzaga mất sức nhiều hơn. Vâng, Thảo Vy đi 2 vòng vẫn không có chỗ nào để vào. Bập một chút rồi, nhận bóng. Động tác giả là hay. Và 3 điểm tính dành cho Thảo Vy. Một tình huống câu tôm, bật tanh tách luôn. Một động tác giả thôi, một cú pump fake. Đối phương nhảy lên và đó là khoảng trời mênh mông cho Thảo Vy. 3 điểm tính. Đưa bóng vào rất hay, nhưng lại dứt điểm trượt. Pilot sẽ phải rất nối tiếc về tình huống dứt điểm vừa rồi. Maxwell. Đó là một tình huống bóng chạm tay của một cầu thủ Pilot đi ra ngoài. Maxwell đã cắn áo và đi ra ngoài, có vẻ như đã bị đau. Không ổn, không ổn. Tay ném 3 của Gonzaga. Thế bây giờ lại phải nhờ hết vào Thảo My và Thảo Vy. Eliza, Thảo My ném 3 điểm luôn. Không được rồi, hơi xa một chút. Bóng lên dành cho Pilot. Maxwell có vẻ như đã bị đau. Họ quyết định ném ba trong một tư thế rất khó như vậy sao? Không được rồi. Bóng về tay Thảo My, Esther Lito. Hai bần chuyển hay. Eliza Hollingsworth bị kèm hơi chặt. Tiếp tục là một quả 3 điểm của Pilot. Pilot cũng đang muốn ném 3 để gỡ, nhưng mà ném 3 như thế thì hơi bị khó gỡ đấy. Eliza. Hivens. Claire O'Connor tuột bóng rồi. Đây là bảng xếp hạng của WCC. Gonzaga 15-0, Santa Clara 14 và Portland là đội đang có chỉ số 9-5. Gonzaga having already clinched the regular season championship. They've got that double bye already wrapped up. Ananiev is going to try again. Tiếp tục là những quả 3 điểm của Pilot, họ đã không đánh vào P nữa rồi. Không đánh 2 điểm. Phạm lỗi đối với Thảo My. Eliza, Thảo My đùa vào cho Ejim. Ejim không được. Đó là một tình huống phạm lỗi đối với Eliza. Hai quả ném phạt cho Eliza Hollingsworth. Một phạt thành công. Đội cổ động viên của Gonzaga cũng đang đứng hết lên, vỗ tay, giơ tay lên rồi. Ném vào phát vỗ tay này. Đó. Cổ vũ rất là chuẩn bài. Có bài cổ vũ cả đấy. Phải tập đấy. Phòng thủ tốt đến từ Thảo My. Đấy rồi, Brynna Maxwell đã quay lại, nhưng đã phải chườm đá rồi. Chườm một chút đá vào cổ chân phải. Mất bóng rồi. Tuy nhiên thì Ejim đang cố gắng lấy lại. Đó là một tình huống jump ball. Theo luật luân phiên phát bóng thì sẽ là bóng cho Portland Pilots. Had a bunch of those, had a 4-point play, but then looked like she twisted an ankle or something, but had to go to the locker room, back on the bench, but ice on that bad wheel. Chườm đá như này thì chắc là không quay lại rồi, không vào lại sân rồi, chắc là sẽ ngồi đây cổ vũ tinh thần đồng đội là chính thôi. Nói chung nếu bị lật cổ chân ấy thì vẫn có thể chơi được ngay vào cái ngày hôm đấy, nhưng mà mấy ngày hôm sau nó sẽ rất là đau. Tiếp tục ném 3 đến từ Pilot. Họ ném bao nhiêu quả 3 điểm trong những phút vừa qua rồi vậy, và vẫn chưa vào quả nào nha. Đang sử dụng chiến thuật ném 3 để gỡ điểm, nhưng mà cũng chưa thấy nó tích cực cho lắm. Eliza Hollingsworth bị phạm lỗi và sẽ có ném phạt cho Gonzaga. Đối phương đã phạm quá số đông đồng đội. Team's fifth. We'll have to see Hollingsworth drive, so good for her to take advantage of that. She thought was a mismatch there on the perimeter. Aussie toes the line. She gives you 10 points a pop. 85% free throw shooter every year. Hollingsworth, the numbers, the productivity. Sọt. Nghe cái tiếng lưới nó thích tai thật đấy. Switch. Close enough to guards, but they just seem to ignore it. Portland 0-4, their last 8 when it comes to 3 points. Nào, Portland lại ném 3 đi. Lại ném 3. Ôi trời ơi. Đội này họ đang không chơi một cái chiến thuật tấn công nào khác ngoài ném 3 điểm. Và đúng một góc cơ, không ném góc khác, chỉ góc đấy. Tại sao lại thế nhỉ? Tôi bảo là huấn luyện viên tôi sẽ phải đặt câu hỏi đấy. Thua 20 điểm rồi. một tình huống hesitate lưỡng lự và khiến cho đối phương cũng bị đánh lừa, tưởng rằng sẽ truyền cho Eliza Hollingsworth nhưng không, Thảo Vy tự mình dứt điểm. Ok, cái đội này cái đội Pilot này sao đấy, tự nhiên có một cái đội hình cao to, lúc nãy đánh ở trong pen ghi được khoảng tầm chục điểm không thấy dùng nữa, bây giờ cứ ra ngoài ném 3 điểm thôi là sao, giải thích cho tôi đi. Cầu lỗi tấn công quá hay đến từ Thảo Vy, tuyệt vời. Thảo Vy rất hay, chọn vị trí trước, câu lỗi tấn công của đối phương. Well, two personal fouls on Burnham. Ananiev with two fouls as well. Đợt tấn công cuối cùng của hiệp 2 sẽ thuộc về Gonzaga. Thảo Vy. Còn 10 giây. Ejim quyết định tự đánh, bị phạm lỗi và sẽ có 2 phạt cho Yvonne Ejim. Here's Ejim. On every single mid-season, late-season watch list known to man. Phát đầu tiên chưa thành công. Ejim is having goodness. 1 điểm tính cho Yvonne Ejim. 4 giây dành cho Pilot. Kịp không? Tí vào. Tuy nhiên thì Portland họ sẽ cần phải ngồi lại với nhau và bàn bạc lại về mặt chiến thuật là tại sao họ lại ném 3 nhiều như vậy ở trong hiệp thi đấu thứ 2. Toàn là những cú ném 3, tôi nghĩ là thiếu cảm giác. Chính vì những cú ném 3 đó đã khiến cho cái tỷ lệ ném 3 điểm của họ tụt từ 40% sau hiệp 1 xuống còn 12,5% sau hiệp thi đấu thứ 2. 2 trên 16 cú ném 3 điểm thành công đến từ các cầu thủ Portland Pilots. Và họ cũng đang có field goal rất khiêm tốn, 7 trên 27. If you're Mike Meek, you know you can't make this all up in a quarter. So what's the objective in this third frame? The objective is to go basket by basket, try to get some baskets in the paint, and then really you want to score because their bread and butter is on their press, but you can't press if you don't score. All right, so we're moments away from the start of the third quarter. Maxwell on the floor for the... Vâng, chúng ta sẽ đến với hiệp thi đấu thứ 3, trận đấu giữa Gonzaga và Portland Pilots. Hiện tại thì Gonzaga Bulldogs đang dẫn trước 43-20. Với hai hiệp thi đấu đầu tiên có những điểm số từ những quả ném 3 của Brynna Maxwell, của Thảo Vy, của Thảo My, những tình huống ghi điểm của Yvonne Ejim. Trong cái đó thì Portland họ vẫn đang chững ở con số 20 từ rất là lâu rồi. Gần như trong toàn bộ thời gian của hiệp thi đấu thứ 2 họ chỉ cố gắng ném 3 điểm, và những nỗ lực đó thì khiến cho tỷ lệ ném 3 của họ xuống rất thấp, 2 trên 16 qua 3 điểm. Brynna Maxwell cũng đã vào sân, 2 điểm tính cho Yvonne Ejim một cách rất là dễ dàng. Egypt now in double figures. You'd expect nothing less from Egypt. Now you got to get stops. Thảo My. Eliza ném 3 điểm. Chưa được. Bóng về với Dicky cũng như các cầu thủ Pilot. Transition offense here if you're Portland. Meek into trouble, keeps the ball alive and now looks for help, finds it in Cochran, gets it right back. Good switch up there. See Hollingsworth on Meeks. This will be interesting here at the top of the key. The nudge on the baseline. Yeah, smart play there. Getting the ball here and you've got a smaller player. Một tình huống thi đấu có phần bất ngờ của Maxwell khi cô quyết định đột phá vào. lấy điểm, lấy and one. Ngày mai thì Maxwell cầu được 2 tình huống and one rồi. Một pha 4-point play, pha vừa rồi là 3-point play. Cũng có điểm dành cho Pilot. Vừa rồi là tình huống cản người của một cầu thủ bên phía đội khách. Kayleigh Truong will have a seat as Esther Little will check in. Esther Little sẽ vào thay cho Thảo Vi. Here comes some heat. You'd expect the applied pressure on the dead ball and Portland does just that. Vẫn tiếp tục là những thứ bắt chát đến từ Portland Pilots. Thảo My đường truyền tương đối khó. Đó là một pha mà Thảo My cũng đã bị tuột mất bằng tay. Có lẽ vì lý do đó nên đường truyền đã không đến được tay của Brynna Maxwell. Quyết định ném 3 điểm. Không được. Brynna Maxwell được bóng lên. Maxwell đang ghi điểm liên tiếp cho các cầu thủ Gonzaga. Her 17 điểm cho Vina Maxwell rồi. Đưa bóng vào trong cho Thảo My. Đột phá rất nhanh khi mà các cầu thủ Pilot còn đang như là mơ ngủ sau tình huống tấn công thất bại vừa rồi. Thảo My coast to coast đi bóng từ sân nhà sang sân đội bạn, ghi điểm and one. So another foul going against Shearer. She's got 3. Một tình huống phản công nhanh quá mẫu mực và 3-point play chuyển hóa quả ném phạt thành điểm số 55-27 dành cho Gonzaga. Có cách lại lên 28 điểm rồi. Gonzaga lại bật một. Bật một no mercy. Chưa có điểm cho Pilot. Vẫn là những tình huống phòng ngự rất chặt chẽ đến từ Gonzaga. Gonzaga thậm chí còn đang được bonus rồi. Họ sẽ được ném phạt nếu như đối phương phạm lỗi. Đi bóng vào, lại là 2 điểm dành cho Thảo My. Chạy cắt tốt, chọn vị trí rất hay. Và khi đã quá gần rổ rồi thì công việc của Thảo My là cực kỳ đơn giản. Tiếp tục có một tình huống tranh bóng. Thả mao dành cho các cầu thủ Portland Pilot. Oh, knocking on the door at Maravich's record. Points, right? No, it's not many, and it's going to go down next time they play whomever. Yeah. So 57-27, Gonzaga with a huge lead over Portland. The Zags in their regular season finale, it's senior night. Trận đấu được tiếp tục rồi và đó là một tiếng phòng ngự tốt của Gonzaga. Straight at home. That's the streak we're talking about with the Zags. Overall, 22 straight for the Zags. All those numbers are going to keep on going up. Bây giờ Destiny Burton đã quay lại. Thảo Vi. Lỗi tấn công. Một tình huống yểm trợ không hợp lệ của Destiny Burton. Burton, by the way, picks up that foul. Her first, team's first. I knew as a coach you would go there with Maxwell, Helen. I just knew it. Well, I mean, obviously this game is. Một pha phòng ngự rất tốt đến từ Gonzaga. Đường đi vào rổ gần như bị bịt kín luôn. The next game for Gonzaga will be at the WCC tournament in Las Vegas. They have already secured the double bye, which puts them in the semifinals. They are the team to beat as Dickey Tiếp tục là các cầu thủ Pilot. Tấn công rổ không được. Maxwell. Estelito. Thảo Vi. Maxwell. Vẫn chưa dứt điểm. Hibans. 2 điểm dành cho Hibans. Cú ném 3 không được. Bóng lên dành cho các cầu thủ Gonzaga. Đúng kìa, vừa bóng lên xong cái lại mất rồi. Tuy nhiên đã có một tiếng lỗi trước, may quá không end one. As O'Connor will check in for Maxwell. Phạm lỗi. Được bonus rồi, lên ném phạt đi thôi nào. So Meek picks up her third, fifth team foul against the Pilots. So checking in is Natalie Fraley, the sophomore transfer out of Utah State for the Portland Pilots. Một điểm tính. Well, we have a second. Two of the top teams in the Big 12 squaring off Saturday in our ABC men's basketball featured matchup. 7th-ranked Kansas taking on number 15. 2 điểm tính trên vạch ném phạt dành cho Hivens. Có cách đã là 34 điểm rồi. 34 điểm là hơi quá nhỉ. Second reveal is tomorrow. What this Gonzaga team has done, body of work says. Trận này kể cũng nhàn mọi người ạ. We deserve to host. What would you say to that? I would say yes. You know, they're 3-1 against the Pac-12. They have challenged themselves outside the conference. Everything is within their control. They're going to go undefeated in the regular season. Now, we'll say that, you know, I think they're going to have to win their conference, but certainly they should get serious consideration. Phối hợp rất nhịp nhàng đến từ cao thủ Pilot. Tuy nhiên thì tình huống dứt điểm cuối cùng lại chưa thành công. Thảo Vi chuyển bóng vào rất hay. 2 điểm quá dễ dàng cho Eliza Hollingsworth. Một cú run 16-2 đến từ Gonzaga. Portland sau hiệp 3 thì họ cũng chỉ lấy thêm được 7 điểm thôi. Mất bóng rồi. Wow, chuyển hay. Chưa có điểm dành cho Claire O'Connor. Thảo Vi có một pha chuyển bóng rất hay. Buck 30 left to go in the third quarter. This game decidedly in the back pocket of Gonzaga. Chắn bóng tốt rồi. Estelito ném hơi lộ trong đường vừa rồi. All right, so here's the resume, the season profile, if you will, that we're talking about, Helen. Yeah, and, you know, you have to challenge yourself outside the conference, and I think that Gonzaga's done a really good job of that. Quay lại giơ 3 ngón tay và một nụ hôn dành cho hàng bench của Gonzaga Bulldogs. Điểm số thứ 66 cho Gonzaga. Mình coi đã vừa được cất lên. Well, and I do think important, most important as well, is they do pass the eye test. I mean, you look at the numbers too, but the eye test. I mean, they've got great shooters. They've got good balance with their post players in terms of scoring. Well put. They do pass the eye test and everything else. Phòng ngự tốt đến từ Eliza Thảo Vi. Thảo Vi đánh chậm lại rồi. Của Eliza Hollingsworth trong tình huống rebound vừa rồi đã được đền đáp và ở mức tối đa đó là 3 điểm đến từ Thảo My. Bang bang, hai chị em mỗi người làm một quả 3. Một cú chắn bóng tốt. Thảo Vi dừng lại đến 3 nào. Chuyền rồi. Quay và đó là một pha buzzer beater đến từ Thảo My. Toàn bộ đội hình của Gonzaga đã tràn vào sân để ăn mừng với Thảo My. Một tình huống ném buzzer beater tạo ra một tỷ số cũng rất đẹp, 27-72. Gonzaga Bulldogs họ vượt trội hoàn toàn với đối thủ trong ngày thi đấu hôm nay. Một cú ném buzzer beater. Over 6,000 here at the kennel to honor 5 seniors earlier tonight, Helen. Yeah, the Truong sisters obviously a big part of that. Doing a great job here, finishing out strong. Great shot of the sisters walked out by their family. Brynna Maxwell, Destiny Burton, Eliza Hollingsworth. There's a great shot of Kayleigh Truong, and there's her sister. Kayleigh brought the house down the way they combine for that shot to end the third quarter. It was pretty basketball. Fourth quarter underway. The last 6 minutes of the third quarter, Gonzaga scored. Vina Maxwell ném xa chưa thành công. Cứu được bóng không? Không cứu được bóng rồi. 72-27 as we enter the fourth and final quarter. Well, we expected Gonzaga to play really well, but Portland just shot themselves in the foot several times here. I think they played pretty decent in that second quarter, but the first and the third they really struggled. Tiếp tục là một cú ném xa của Pilot. Đêm nay đúng là Pilot ném 3 không lại với Gonzaga. Thảo Vi, Thảo My chuyển bóng vào, bị bắt bài rồi. Bóng lên nhanh cho Pilot, họ vẫn chưa thể dứt điểm. Tiếp tục là bóng biên cho đội khách. Gonzaga Bulldogs đã ném 9/19 của 3 điểm rồi, tỷ lệ là 47%. Đột phá lên rộ, chưa có điểm cho Pilot. Cứu được bóng rồi nhưng đã bị chắn. Đó là một tình huống block đến từ Eliza Hollingsworth. Thảo Vi, đối thủ vừa đá bóng rồi. You know, kind of a trump card that you want to use if you're Gonzaga in terms of hosting is you're going to pack this place regardless of who's playing. Maxwell does a great job of selling that foul. Spear got her. Tiếp tục có lỗi. A little bit of acting there. Vâng, 33 trận thắng liên tiếp trên sân nhà. Đến từ Gonzaga Bulldogs, trận thua gần nhất là vào ngày mùng 5 cho Maxwell. Bóng lăn một vòng đi ra ngoài nhưng vẫn sẽ có ném phạt. Phạt rất tốt. Fourth-ranked Tennessee, number 14 Alabama. Yvonne Ejim. A little bit half-court pressure themselves in the 1-3-1. Đấu lên 100 điểm nào. Trong một ngày như thế này thì lên 100 điểm có lẽ là một cái mục tiêu tôi nghĩ hợp lý. And that's what makes them so hard to prepare for. You can't focus on just one person. Lại tiếp tục có luân phiên tranh bóng rồi. Bóng dành cho Portland Pilots. Cochran, Shearer all checking in for Mike Meek. They're basically coming back with their starting five. Hamilton, and let's see if Cochran will face up. Picks up that dribble. Dickey. Cuối cùng cũng có 2 điểm nữa dành cho Portland Pilots. Số thứ 29 của họ. Anh ấy gần hiệp 4 rồi, họ mới ghi được 29 điểm. Gần hết hiệp 4 thì ra hơn. Maxwell. Thằng Vi. Thằng My 3 điểm tiếp. Không được. Dickey with the rebound. She's been really good on the boards tonight. She's got 7 caroms. Một cú ném xa nữa của Pilot không thành công. Bóng về tay Eliza. Đưa lại cho Thảo Vi. Thảo Vi đưa cho Thảo My. Thảo My đưa sang cho Maxwell. Tiếp tục luân chuyển bóng một vòng. Đưa cho Ejim. Ejim lần này đã bị phạm lỗi rồi. So her first, Cochran, 3rd team foul. Hollingsworth will take a seat again. Don't know if she'll come back or not, but regardless, another double-double for the Australian. Và pha đầu tiên vẫn thân thiện đối với Ejim. Vẫn lăn vào rổ. Ejim gives you 20 points a pop. She's nearing that. 2 quả phạt thành công. She's so clever and she just understands angles and when to put the ball on the floor, when to just go up strong, post up so well. Rất tốt. Đánh 1-1 làm sao ăn được đây. Lại mất bóng rồi. Hamilton gets the gimme. Few opportunities they've had with the clock running down where they've had a good opportunity at the basket to not be contested. Thảo My chứa Thảo Vi. Thảo Vi cũng đã bị chặn bóng. Bóng đi ra ngoài rồi. Kayleigh Truong will have a seat. 6:08, we're early in the fourth quarter and this thing tiếp tục có sự thay đổi người. Thảo My đã ra nghỉ. Maxwell, Thảo Vi ném 3 luôn, không được. Vẫn là các cầu thủ Gonzaga. Maxwell ném 3 cũng không thành công. Họ quyết định ném xa nhưng nó là một cú dẫm vạch, 2 điểm cũng không được tính. Còn lại 5 phút 30 giây. Tiếp tục được yểm trợ. Up next for the Pilots, they will be on the road at LMU. That'll be their regular season finale. Gonzaga all finished with regular season contests tonight. They'll take that perfect conference record as the heavy favorites going into the WCC tournament in Vegas. 3-1. Ok. Đội bạn dí rổ trượt, thế thì chịu rồi. Đội bạn đang không muốn ghi điểm hay sao? Cô lấy về 2 điểm dành cho Gonzaga. Pha phạm lỗi cũng tới từ Hivens. Sẽ có 2 ném phạt cho đối phương. Sẽ có thêm một vài pha ném phạt nữa cho đội khách Portland Pilots. What a job she has done here in Spokane. It's a 9-20 win seasons out of 10. Nó cũng hơi đen cho Portland Pilots khi họ làm khách đúng vào ngày Senior Night của Gonzaga. Trận đấu ở phía bên ngoài thì các cầu thủ của Gonzaga cũng đã vỗ tay cho Destiny Burton. Điểm số dành cho Senior của họ. Trên sân cũng đang có một rookie. Yep, O'Connor though gets whistled for that foul, her second, team's second. Dallow checking back in, Emma Streeline for the first time. Ryan Mogul. All of these are Portland subs checking in. Maxwell 17 điểm rồi bạn ạ. 46 left to go in this game. Đó 19. 19, người 17 điểm là Ejim. 3. Không được. Mia. Mi với Via. Đây để mình kiểm tra. Mi 15 điểm, Vi 11 điểm rồi bạn ạ. Sẽ còn ném phạt để cho Destiny Burton. As Ananiev picks up that foul. Her third, team's fourth. And Maxwell back onto the floor. You just can't say enough about this team that in almost every facet of the game, Helen, they do it very, very well. They do, and that really just, you know, goes to their experience. You got 4 graduate students and 1 senior. Yep. So they're experienced, they're patient, they know what Coach Fortier wants. They're not going to get too high or too low during the course of the game. When the Truong sisters and Maxwell said we're coming back, this was after last year's season. Spokane collectively just was cheering from the rooftops. Trên thì Thảo My và Thảo My không hiểu ý nhau. Bóng tuột khỏi tay của Thảo My, cười rất tươi. Không sao, không sao. Đấy rồi, Maxwell sẽ ra nghỉ. Toàn bộ các khán giả đã vỗ tay cho Maxwell và những giọt nước mắt cũng đã rơi. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của regular season của Brynna Maxwell. 19 điểm, 6 trên 10 field goal, 5 rebound. Eliza Hollingsworth cũng đã được rút ra. Và đội hình senior đã được rút ra rồi. Không, vẫn còn Thảo My trên sân. Thì phạm lỗi và sẽ còn ném phạt cho Pilots. So Ejim with only her first, team foul number 3, Dallow, who's done a really good job for Meek off the bench after redshirting last year. This is a night to remember for Gonzaga for a lot of different reasons. Thảo My còn khoảng 3 phút. Ivans, Thảo My, Ejim. Thảo My, một pha ném ngay lập tức khi vừa mới đi bóng xong. Pull up off dribble, 3 điểm tính cho Thảo My. Phải lớn cũng ném lại một quả 3 nhưng không thành công. Bóng đi đâu đây? Đấy rồi, cũng sẽ rút ra. Thủ mào số 11 của chúng ta, Trương Thảo My. Và những cái ôm. tâm của các khán giả trên sân cũng không còn là diễn biến của trận đấu nữa rồi. Họ chuẩn bị hướng tới phần sau trận đấu này, xem là có những gì sẽ diễn ra sau trận đấu. Rất mong là sẽ có thêm nội dung cho các bạn theo dõi sau trận đấu này. It's what they average. It's what they average, yep. And they're at 21 assists right now, so they're over their average per game. They average 10 triples a game, 24 attempts. Boom, right here. There's a buck 22 left to go. Ghi được điểm. Wow, cú ném tương đối khó đấy. Một phút cuối của trận đấu này, lên 90 điểm không? Phạm lỗi. Sẽ có ném phạt dành cho Claire O'Connor. And freshman phenom Hannah Hidalgo. That's at 7 o'clock Eastern on ESPN. Then ESPN2, Angel Reese and number 9 LSU squaring off against Georgia. Virginia Tech with Georgia Amore and Liz Kitley, arguably the best duo in women's basketball. Rebound đến từ Destiny Burton. So just seconds left to go in this game. Helen, would you like about Gonzaga? I liked that they started off strong. They were shooting threes, but they did a really good job of not allowing Portland to have more than one opportunity at the beginning of the game. Điểm rồi. 90 điểm cho Gonzaga. Cách biệt là 50 điểm. Những giây cuối cùng. Pilot, họ sẽ làm gì đây? Quyết định tốt rồi. Senior này rất đáng nhớ dành cho các cầu thủ Gonzaga. Maxwell có 19 điểm, cũng đã vào sân và đóng góp, ghi được cho mình 3 điểm, 4 rebound, 2 kiến tạo. Thực ra sẽ cùng chờ xem là sau trận đấu thì có thêm bất kỳ một cái nội dung hay là màn chia tay hay là gì không. Mình cũng đang chờ đợi đây. Cười rất tươi. Có vẻ là sẽ có chương trình đấy. Anh chị em ạ, mọi người đợi một chút nhá.